cách hành xử khác biệt với anh chị em cùng cha khác mẹ của sao Hoa ngữ. Phùng Tổ Danh thuộc hội gây tranh cãi vì mua nhà gần 13 tỷ cho bạn gái trong khi em gái sống dưới cầu. Tôn Lệ, Lâm Tâm Như đại diện hội tốt tính vì nâng đỡ em gái. Trong làng giải trí Hoa ngữ có những người nổi tiếng khiến công chúng chú ý vì mối quan hệ cùng cha khác mẹ rối rắm. Nếu có những cặp anh chị em coi nhau như người xa lạ khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi, thì cũng chẳng ít được khen nức nở nhờ quan hệ thân thiết như không có chút khoảng cách nào. Hội gây tranh cãi. Cái tên đầu tiên trong hội này chính là Phùng Tổ Danh và Ngô Trác Lâm đó. Nếu Phùng Tổ Danh là con của chính thất Lâm Phụng Kiều, thì Ngô Trác Lâm lại lao đao vì mối quan hệ ngôn bất chính danh bất thuận của Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Có lẽ đó là lý do mà Phùng Tổ Danh chưa từng gặp mặt cô gái cùng cha khác mẹ. Anh là người thừa kế duy nhất của khối tài sản hơn 11.000 tỷ của Thành Long nên sống rất xa hoa và phung phí. Mới đây, Phùng Tổ Danh còn gây choáng khi chi đến gần 13 tỷ mua nhà cho vợ tin đồn. Nhìn lại Ngô Trác Lâm thì đúng là quá thê thảm, phải sống ở gầm cầu với vợ, tương lai ảm đạm vô cùng. Phùng Tổ Ba vốn là diễn viên gạo cội của TVB, cả đời chuyên đóng vai phụ mà thôi. Thế nên, chẳng mấy ai biết được rằng bà chính là chị gái của Phùng Bảo Bảo, một trong những nữ minh tinh đình đám nhất của xứ Cảng hàng chục năm trước. Tại sao Phùng Tổ Ba và Phùng Bảo Bảo lại xa lạ như thế? Thật ra, nguyên nhân không phải vì họ đâu mà bởi phụ huynh đó. Dù sống chung nhà và chung người bố Phùng Phùng, nhưng vì sự bất công của ông mà họ khó thể gần gũi được. Phùng Phùng thường hắt hủi Phùng Tổ Ba vì bà không nổi tiếng, nhưng lại o bế Phùng Bảo Bảo hết cỡ và nhận đến 300 bộ phim trong vòng 12 năm cho con gái nhỏ để có nhiều tiền tiêu xài. Chính điều này đã khiến Phùng Tổ Ba và Phùng Bảo Bảo khó mà gần gũi được. Dù không phải là người của làng giải trí, nhưng mối quan hệ bốn cô con gái của Lý Liên Kiệt cũng thường bị công chúng chú ý. Bởi vì sự bất công của nam tài tử mà họ coi nhau như người xa lạ vậy. Hai cô con gái của Lợi Chí thì được o bế như công chúa, sống trong tình thương của phụ huynh. Còn hai cô con đầu với Hoàng Thu Yến thì sống cùng bà nội từ bé, thế nên sau khi trưởng thành, họ cắt đứt quan hệ với bố để sang Mỹ sống cùng mẹ. Tim được nể phục. Nếu theo dõi Tôn Lệ đủ lâu, chắc hẳn mọi người sẽ biết Tôn Lệ phải sống với mẹ vì bố đi tìm hạnh phúc mới nhỉ. Thở ban đầu, chuyện này khiến mỹ nhân Chân Hoàng chuyện chẳng chịu nhìn mặt bố. Sau này nhờ Đặng Siêu mà Tôn Lệ mới thay đổi suy nghĩ, làm hòa với bố rồi ngày càng thân thiết với em gái Tôn Diễm hơn. Khi em gái cùng cha khác mẹ muốn làm diễn viên, Tôn Lệ đã giúp cô nhận các vai diễn trong tác phẩm của mình. Nhìn vào những khoảnh khắc cặp chị em này thường xuyên đưa nhau đi xem ca nhạc, ai nấy đều phải ghen tị vì trông họ quá thân thiết và gần gũi. Không chỉ Tôn Lệ nâng đỡ em gái cùng cha nhiệt tình đâu, mà Lâm Tâm Như cũng là sao nữ được nhiều người khen ngợi khi hết lòng hết dạ với cô em Lâm Ngải Vi. Không sống chung một mái nhà, nhưng Lâm Tâm Như vẫn nâng đỡ Lâm Ngải Vi gia nhập làng giải trí chung với mình. Dù được chị gái hỗ trợ hết mình, ngoại hình cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh, nhưng đáng tiếc là Lâm Ngải Vi mãi chẳng nổi được, đành giải nghệ để làm bà nội trợ. Chọn hướng đi đối lập, nhưng hai chị em nhà họ Lâm vẫn thân thiết như thổ nào, bằng chứng là trong ngày cưới, ngoài mời cô bạn thân Thư Kỳ, Lâm Tâm Như còn rủ em gái làm phù dâu của mình nữa cơ.